Ở xuống lưng con cá đống nè. Trời ơi thôi, ném đá xuống chút xíu mà bà chính ra bà chính quýnh đòn. Kéo quần lên vậy? Chạy lên nổi đi. Tuột quần rồi kìa. Thôi đừng có chọi đá nữa. Trời, đá của người ta mà lụm ném đi đâu. Không được, không được. Không được là không được. Ra đây nè, kéo quần lên nè. Kéo quần lên nhanh. Ra đây nè, kéo quần lên nè, cho chọi. Lại nổi đi. Ừ. Cái đó là sao? À. Ở đây nè, kéo quần lên nè, nó chỉ đá cho lượm. Đi ra bà Năm chơi không? Ra bạn chơi không? Thôi. Trời ơi, suốt ngày môi đá. Ừ. 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 Cái cỏ. Lại chỉ đá cho con coi nha. Đá đây nhiều, nó sơ lên cho hả? Thôi đi chơi, ra bà Năm chơi. Thôi nội ơi, đá của người ta đó, chút xíu nữa bà chính ra cột Sơn Hà lại luôn á. Không được. Thôi đi nè Sơn Hà. Đi chơi. Nhảy. Đi chơi không? Đi chơi không? Sáng ngày đi chơi không? Mẹ ơi. Mẹ ơi, mẹ đâu? Mẹ đâu? Mẹ đi thành phố mua đồ rồi. Đi chợ rồi. Đi chợ rồi. Kêu mẹ ơi đi. Kêu mẹ ơi đi. Mẹ ơi. Kêu đi con. Sau lưng con đó. Ừ đó. Thôi không được, lụm đá lọt ruộng không được. Không được. 2 3. Thôi đi chơi nè. Đi chơi sang hả? Nè lọt ruộng nè, lọt ruộng nè. Đeo gì với cẳng vậy? Đeo gì? Chồng gì đó đổi với cẳng vậy? Có nè hả? Đó. Đó. Trời ơi, con dây thun. Đi chơi sang hả? Chuyện hay đâu kìa, đóng cửa đi đâu kìa. Hỏi dân 2 đâu á? Hỏi dân 2 đó vậy? 2, 3. Rồi. Ba không có cho à? Ba không có cho. Bị đòn á. 2, 3. Nữa đi. Nữa đi con. Nãy có bồng bồng rồi mà. Có nước rồi, có bồng bồng ha. Có bồng bồng mà chừng nào lúa trống nó mới lên, còn lúa khích chứ không có lên. Dạ hả? Năm nay lúa lên đều không có lên. Chỗ nào trống lại lên hả? Không nhận đâu mà nó sung dữ ha. Thôi. Chứ nè. 2, 3. 2, 3. Để ba đánh đòn đó. Đâu con lượm chọi con cá 2, 3 cây. Ý, Ý, Ý. Vớt dưới ruộng. 2, 3. Để mạnh nha. Trời ơi, sao được. Đâu có lụm đá chọi xuống dưới đó được. Để đi. Không. Không. Để đi con. Không mà không nghe. Ba quýnh khẽ tay nè. Ba khẽ tay nè. Đó. Để đi. Ba khẽ tay nè. Lụm đá đi con. Lụm đi ba đánh đòn. Lụm đi ba đánh đòn. Con lụm đi. Con lụm ba đánh đòn. Ba đánh đòn. Ba đánh đòn. Lụm đi. Lụm đi ba đánh đòn liền. Không. Lụm là ba đánh đòn liền. Ừ, bị đòn. Nè, khẽ tay nè. Khẽ tay nè. Khẽ tay. Con lụm là ba đánh đòn. Nè, khẽ tay nè. Khẽ tay nè. Nè nè, khẽ tay nè. Không được. Sao? Không có được. Ba. Ba không cho. Ba không cho. Nói cho con lụm đi, nói cho. Ba không có cho. Lụm đi, ném thế rồi ba đánh đòn. Khẽ tay liền, lại đây, lại đây, lại đây. Khẽ tay nè. Nói cho hả? Nói cho. Ba không cho. Lại đây. Con lại đó nó lượm. Sao? Không dám.
ba nó không cho là không cho mà. À, đi ra bà Năm chơi nè, thấy không? Bà Năm phải làm cái gì kìa? Bà Năm làm cái gì ngoài kìa? Đi. Đi theo ba nè, nhanh, bấm. Bà Năm, ông Năm chơi bà Năm, hèn chi tiết tiếng xấu quá. Bấm. Xem nè, lọt ruộng đó, lọt ruộng đó. Lọt cái cá sấu ăn thịt đó. Bấm nè, đi. Đi. Ba cho lượm, bà, lại đi ba cho lượm nói. Ba khẽ tay, ba khẽ tay. Mày nói tiếng anh cho nó mới chịu. Không cho, ba không có cho. Nội cho. Không. Đây lại đây khẽ tay nè, khẽ tay nè. Nội cho đó lấy đi. Nội cho con lấy đi. Nội cho. Ừ. Con lại đó lấy đi. Lại đây, dám lại đây. Dám lại đây. Có nội nè, đừng sợ. Nè, khẽ tay nè, khẽ tay nè. Khẽ tay nè. Có nội nè, ba không đánh đâu. Có nội nè. Đi lại lụm đi. Nè, lại đây. Khẽ tay nè. Ba không dám đâu, thì có nội binh cho. Đi lại lụm đi, nội binh. Chắc chầm ba. Lại lụm đi. Không được. Đi đi coi. Chắc chầm ba, lại lụm đi. Đi đi. Lại đây. Lại đây, lại đây, lại đây, khẽ tay nè. Ba. Ừ, ba. Cột cái con dây vô chân vậy. Đó bà Năm không? Cái con gà nước con kêu ở đâu xa mà sầm ta. Gà nước hả? Ê. Đây sao có gà nước, thường với rẫy vậy hả mà? Ở trên đầu. Ủa? Trên đồng là con gà nước hả? Ừ. Nó giống con bồ câu hả mà? Nó bay rồi hả? Bự hơn một câu chứ. Hồi xưa đi đập lúa hay bắt được gà nước, ổ gà nước ha. Ổ bắt trứng. Ừ. Sao? Cho bà Năm chơi nè, đi không? Thôi chừng lọt ruộng, lọt cái chấm á. Nó xấu vậy. Y y y, đừng có ra lộ. Xe đó không có được ra lộ. Bị đòn nó nhứ nè, kẹo đứng lại ra bà Năm chơi, đi ra bà Năm chơi, xe đó không có được là lộ, đi lại đứng lại đứng lại. Ừ, không có được là lộ. Ba sao? Về hả? Lên không ạ? Xe máy cày rồi Sơn hả? À, máy cày. Nó còn sống nè. Sống. Này đầu ấp có không ạ? Có. Nhà nào cũng đẻ đó. Giờ này đẻ rồi chứ để mai cái nó bị. Dạ. Nay nó lên cao quá nè. Hôm nay không có qua trời lá chơi, mưa xuống cái ẩm thấp quá, sợ ba kiến ruồi muỗi. Bí hình như không có trái ha. Chưa ra hả? Bông ở nội nè Sơn Hà. Không đẹp nè. Đừng hái. Đừng hái nha con. Mà đẹp không sao hả? À. Cái bụi bông trắng dễ thương quá. Bông trắng dễ thương quá. Cái bụi bông này cũng sung quá ha mẹ. Ừ. Cái cũng chịu.
ít này á. Ông bây giờ mà trồng đây ông tầm này nè. Ông bây giờ lên khỏi có cỏ hả? Còn bông không để cài nè. Cho sen hòa cây bông mới trổ. Đẹp quá. Không gì. Mới trổ mà cũng hái hết sao? Sen hà. Nó chỉ nữa. Mưa hả? Này sáng mưa không ạ? À? Mưa. Giờ mẹ đỡ tưới vậy. Mưa ít nhưng mà nó mát. Đồ bắp bên đây sung quá trời ăn không hết. Mẹ hái cho. Vậy dưa nay hư hết rồi phải không? Ăn được mùa là hết rồi phải không? Được qua mẹ hái hết rồi. Dạ. Cái kéo nè. Thải lên cái sạp nè. Nó khỏi ăn cái khác. Yeah. Rồi mẹ thấy rồi con ốc kìa. Ốc hả? Nó con kìa. Rồi. Mà đập nó cho bà coi nè. Vậy là con ốc. Thải sen hà lên cái sạp đi. Trơn á, trơn á. Rồi đứng đó đi sen hà. Nhảy. Nó còn ở đây nó chưa còn vô ha. Nè, nó cái dưa của bà ăn dạ. À, cái dưa ăn hả? Nhỏ xíu mà ăn dữ vậy hả? Ừ, ba, mở đèn hả? Ừ. Mở đèn hả không? Mở đèn hả? Ba. Ừ, ba làm sao? Mở đèn hả? Ừ, ừ. Ba làm sao? Mở đèn phải không? Đèn, nó đi đèn. Con chó nó sủa kìa. Ơi. Ơi. Hắn nói đi chứ. Hay 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 ai biết nghe. À. Nắm tay ba kêu mở đèn. Cái kia phải không? Không có điện đâu. Không có điện. Điện nhà bà Sáu. Ba. Ừ. Ba. Ừ. Ừ. Mở đèn, đây có điện đâu mà mở đèn, la sùm quá. Con chó nó sủa kìa. Chó nó sủa con cũng sùm hơn. Ba. Ở ngoài nó mục. Nè cả nhà thấy nay mưa xuống này nó ướt đất vậy nè, đâu qua chơi được. Điện ở trong bà Sáu á, vô mở điện cổng đây mới có. Ở đây không có. Cái điện nó đâu Sơn? Tháo ra. Con tháo ra mà. Dạ. Lấy dao chặt tỉa bớt vào cái gì? Tre hả? Cái chân lọt ruộng hả? Lọt ruộng, lọt ruộng. Chó sủa con gà đi là đây. Té à con? Té đó. Cái tre này nay nó lão cái nó ôm nhôm ở dài sòng à. Nó giống như cụm dây vậy. À, chạy lung tung. Đúng không? Xây rượu quá sao hả? Khá vậy đó. Chạy chạy luôn ruộng đi. Lọt ruộng đi. Chân lọt ruộng nha con. Hôm nay mẹ Xuyến đi chợ Sài Gòn này giao Sơn Hà lại cho nội ha. Sơn, anh hai Sơn Hùng thì đi học rồi. Không có rồi. Mẹ Xuyến làm đồ ăn rồi. Giờ đi chơi thôi. Cháo đồ có rồi. Trưa về kia đi ngủ vậy ăn cháo. Nhảy đi. Nhảy. Ừ, nhảy vậy đó. Nhảy vậy đó. Ở nhà có võng kìa Sơn. Nè đây văn hả? Ở giặt ba rê lấy cái võng ra đây văn. Yeah. Qua là thấy cái võng đó. Ở đây mà ngồi câu cá sướng lắm nè. Mà không có cá. Ở nhà buồn chán qua đây nằm mình xuyến lắm chứ bộ. Ờ. Mấy thằng đó qua đây nè. Dạ. Giận giọng toàn ten nghe cải lương này. Mà sao giờ nghe cải lương không dám nghe, buồn quá.
Thì trước là nuôi vịt rồi đó, nó là chạy bẹp 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 bẹp, nó ẻ tùm lum hả? Ở dưới ruộng rồi nó bò lên rồi cưng. Dạ nuôi trong nhà không đang nhìn đó, cưng nó cưng dữ luôn đó. Ba. Thôi. Trời ơi, thôi. Nó phá. Phá đầu của ba. Còn gì nữa đâu? Còn gì nữa đâu mà khóc với sầu. Đi đâu? Gì ạ? Đeo tay. Đeo cảm hả? Đeo cảm hả? Ta nói trời ơi thương chưa? Cho ta nói. Trước giờ này là ếch không nè, câu cá câu ếch mà trời mát mát vậy nè. Giờ không có con cá nào ha. Này cả nhà biết đó là mình chỉ ngồi đây nè, chạy ra bụi tre bụi trúc chặt cái nhánh cây cái ngồi đây câu luôn. Cá có mà ít xịt à. Bán cá xíu nha, bán đi ngoài đường kìa, bán đi ngoài đường kìa. Sao đeo vô cổ vậy trời ơi? Hay như vậy hả? Trồng vô cổ rồi. Trồng chân và trồng cổ. Bạn tháo ra đi để nghẹt cổ. Chạy ra lộ mẹ nó bắt nó lại kìa. Ê cái tên con bé gì, ê tên con tên gì vậy? Viên chơi hay Viên chạy ra lộ hả? Bằng tuổi sinh hai không mà lấy hàng gà về tháng, lấy hàng con bộ tính nặng lắm. Cháu của bác Năm giống mẹ nó đã không chút xíu. Quậy dữ. Vậy anh ba đứa con hả mẹ? Ba. Còn ngoài em mấy đứa? Một đứa. Ba. Rồi. Tại tháo cái đó ra khỏi cổ đi. Đeo cổ ngọt chết. Đẹp mà. Đẹp. Đó mà. đó. Tháo ghê ghê ghê. Tháo ra ghê. Bạn Duyên, chưa đi con. Bạn Duyên ơi. Ghê. Tháo ra. Ngồi đi chờ qua 10 giờ nở ngắm này về hả? Ngồi chờ 8 giờ qua 8 giờ nở cái ngồi tới 10 giờ qua 10 giờ nở. Con ca mà còn gì nữa đâu cho nó nghe coi. Ca đi. Còn gì nữa đâu đi. Còn gì nữa đâu. Còn gì nữa đâu mà khóc với sầu. Té là đây. Té. Nhột cổ, nhột cổ. Tháo ra đi, tháo ra, ừ. Chết rồi. Chứ ông phụ á. Mấy đứa nhỏ xưa vậy là ra dọc đất thấy mồ rồi ha. Với nhà đất á mẹ. Nhà đất với hay. Với hay à. Mưa rồi. Mưa lâm râm nè. Hôm nay nắng quá chị. Bữa mưa bữa 24. Bữa nay 30 vậy nắng nay tịnh. Cái này mình mua cá mình thả đây cũng vui lắm nè. Mày hổm thả mấy trăm ngàn cá phi. Đi ra rồi, chết hết. Ừ, khi không tự nhiên. Con thả một bận, mẹ thả một bận. Dạ. Yeah. Bận trăm mấy. 6.000 ký mà thả 15 ký. Dạ. Yeah. Rồi thả bạn nữa. Nhiều khi đó. Cái gì vậy? Kẹt tay, kẹt tay. Chết kẹt tay. Trời ơi. Ừ. Đang nhét dữ vậy. Nghe nhét cái dòng hả? Nghe nó la là biết có vấn đề rồi đó. Con nhét với gì vậy? Trời ơi, thì tối nó leo lên trên lầu mà nó đẩy cái cửa kiến vô cái nó kẹt ở trong ở ngoài, nó đứng nó la. Con nói trời ơi, chạy ra không được, có đang bận gì vậy? Mà biết nó la có chuyện chạy ra thấy anh chả. Mưa rồi, về không? Mưa rồi, Sơn Hà ơi. Mưa rồi nè, về thôi nè. Mà mẹ quê đi. Đó, mưa đó, mưa rồi đó. Chết cha. Chết, mưa. Đây ẩm chạy về, đâu cổ là cổ chạy về.
Dây chuyền trơn nha nội. Đeo cổ nè, cổng gì? À, ra ba, cổng gì? Cổng gì nha. Trời ơi, đeo giống khỉ. Ủa, cái kéo nãy nè, đấy không vậy? Cắm thành cái cụm rơm. Đây con. Đeo cổ nội đi, đeo cổ nè. Đây, đó. Vậy thôi. Ừ, vậy ba đi về luôn. Ba cũng về luôn. Bữa nay không có mẹ Sơn Hà ở nhà vắng que ha. Nó nói sắp sửa trổ rồi đó Sơn. Dạ. Này 10 giờ nè cả nhà ha. 10 giờ là trổ tét phát luôn nên kêu là bao qua 10 giờ. Chùi lưỡi vậy mà cũng cả xóm ăn ha. Bữa mình chặt cái cây me xuống rồi cứ ra lá non hoài. Mưa rồi. Đi ngã nhà của má hai đi. Nãy ba Sơn đóng cửa rồi, không có mang theo chìa khóa. Dạ. Không cổ nội để té. Không cổ nội đi con. Về thôi. Đóng cửa rồi nội ơi, đi nhà bà yên đi. Bữa nay Hoàng Sơn cùng cả nhà mình không có việc gì làm, chạy ra chơi ruộng chơi với Sơn Hà ha. Có khách nha ơi. Rồi, tạm biệt cô chú mình nghe. Bây giờ không cho vô. Dạ, không cho vô, đóng cửa rồi. Rồi, có chiếc gì mà nó chen vô rồi Sơn. Có một tắc gì mà nó chen vô.